trên hôm giờ này. Con chết rồi. Ra đây đi mày. Ra đây. Nhanh lên. Nhanh lên. Mày muốn tao hát hay thế của mày nằm đi nữa. Con béo. Hả? Có thêm. Tên bắt cho tao hai con kiến cặc. Mọi người trong trại nói em gái kia cũng chết người rồi bỏ chạy.
phải vậy không duyên? Chị ơi, bởi thương người em mới vòng tù hồng, bởi tình người em mới cả danh dự không bị liềm. Em nói vậy không thế nào? Chị, em không phải là người lái xe gây tai nạn. Chị biết ngay em không phải là người như thế. Nhưng tại sao? Tại sao em không kháng án? Chị ơi, em thật không ngờ ngày ra tòa, mọi bằng chứng, chứng cứ đều chống lại em. Em đã kháng án, nhưng nếu kháng án thì em lại phạm phải một tội khác. Tội gì? Tội đàn nhân tội tay, gỡ tội cho người khác, làm sai lệch hồ sơ vụ án, làm lạc hướng điều tra. Trời ơi, sao em lại nhận tội thay cho người ta? Sao em lại dạy thế hả Duyên? Con hai, đi ngủ. Lạnh lẽo ấy, phòng xa mê, cô đơn.
gì đâu. Mà cứ tưởng có tiền, có quyền, có tất cả các mối quan hệ thì mọi chuyện sẽ xong. Vậy mà Chính bác cũng không ngờ rằng bác ơi Duyên, trong cái cố gắng thủ án nốt 2 năm rồi bác sẽ không. Chúng ta phải ngồi tù thấy con bác suốt 3 năm. Không, bác